Trò chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Trò chuyện đêm khuya, được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta được phát định kỳ vào 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Để liên lạc với chương trình, quý vị gọi đến số điện thoại 028 39 101 101 từ lúc 21 giờ đến 22 giờ, tức là trước giờ lên sóng 1 tiếng đồng hồ. Với những trường hợp được chọn thì chúng tôi sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình tối hôm nay thì có một chút cảm xúc Phương Huyền muốn được chia sẻ cùng với quý vị. Có lẽ là với những ai đã yêu mến làn sóng FM 99.9 MHz thì theo dõi thời gian qua thì cũng biết rằng chúng tôi đã đi qua chặng đường 20 năm. Và ngày hôm nay thì tại Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, làn sóng FM 99.9 MHz đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 20 năm. Và thực sự là có rất nhiều cảm xúc để chia sẻ khi mà rất nhiều những người đã đồng hành cùng với FM 99.9 MHz đã đến dự chia vui. Và chương trình dù là cái thời gian nó không được quá dài, nhưng mà nó đã mang lại những cái cảm xúc lắng đọng. Trong đó thì phải nói tới trò chuyện đêm khuya mà chúng ta đang cùng thực hiện tối hôm nay. Ngày hôm nay thì chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai của chúng ta cũng đến dự với chương trình, và cô cũng đã có những chia sẻ rất là ý nghĩa và cũng rất là cảm xúc mà nhiều anh em trong FM 99.9 cũng như là ban lãnh đạo tại đài cũng thật sự là cảm thấy rất là vui khi mà một người đồng hành với chương trình như cô 18 năm qua đã dành những cái tình cảm thật đẹp cho chương trình. Và qua đây thì cho Phương Huyền một lần nữa xin được nói lời cảm ơn tới cô, tới chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, và đặc biệt cảm ơn tất cả những thính giả, không chỉ với chương trình Trò chuyện đêm khuya mà với rất nhiều những chương trình khác của làn sóng FM 99.9. Quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi, là nguồn động viên để chúng tôi đi tiếp cái hành trình với nhiều khó khăn nhưng mà cũng rất nhiều cảm xúc này. Vâng, đó là một vài chia sẻ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trò chuyện đêm khuya tối hôm nay. Xin được kết nối ngay với thính giả ở đầu dây bên kia. Alo. Dạ alo, em chào chị. Dạ vâng, xin chào chị ạ. Mình đang gọi tới từ đâu ạ? Dạ em đang gọi tới từ Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh á chị. Dạ, Tân Phú, dạ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ngay vào câu chuyện nha. Dạ em trình bày câu chuyện là em có quen, năm nay em 24 tuổi chị, em sinh năm 93, là em có quen một anh hơn em 3 tuổi, là sinh năm 90. Người đó là mối tình đầu tiên của em á. Khi mà em đi ra trường em làm được gần 7 tháng thì em mới quen. Thật ra thì tụi em là đồng nghiệp, xong mới tiến triển cái mối quan hệ lên là quen nhau. Nhưng mà lại gia đình em á thì lại không đồng ý anh, đa phần là mẹ em thôi. Tại vì ba em mất sớm á, ba em mất được 8 năm rồi. Nhà em thì chỉ còn mẹ thôi, nhà em có 2 chị em gái. Nên mẹ em muốn là ví dụ như có quen á thì quen người gần gần, ví dụ từ Sài Gòn đổ vô á. Tại em sống ở Bình Dương, còn em đang làm ở Sài Gòn. Thì mẹ muốn quen những người khoảng chừng như ví dụ như ở Bình Dương hoặc là thành phố hoặc Đồng Nai gần gần đó chị. Tại nhà em có ít người á. Nên em quen anh là ở ngoài Bình Thuận lận. Với lại một phần nữa là mẹ em hơi mê tín đó chị. Mẹ em hơi mê tín nên mẹ em coi tuổi á, coi tuổi tác thì không có hợp. Anh sinh năm 90 còn em sinh năm 93. Nên mẹ phản đối cũng rất là nhiều. Mẹ em thì em cũng muốn thuyết phục. Tại thực ra một phần nữa là em quen hơi muộn á. Cuối 22 đầu 23 tuổi em mới quen. Nên có nhiều cái dạng như mối tình đầu nên nó bỏ thì nó cũng khó. Với lại em thấy anh cũng, em cảm nhận thôi, anh cũng thương em nên. Nhưng mà mẹ em thì đối với em cũng rất là quan trọng. Mẹ em khổ từ nhỏ đến lúc mà lấy chồng là gia đình cũng khổ. Ba em mất vì bệnh đồ nữa nên mẹ em vất vả nhiều. Với hai chị em nuôi hai chị em đi học đồ nữa nên em thương mẹ em nhiều lắm. Nên bây giờ em không biết là nên làm giải quyết rồi xử lý như thế nào cho nó phù hợp với chị. Dạ. Nói chung là hồi nãy bạn có nhắc là mình quen hơi trễ đúng không? Dạ đúng rồi. Ý em là so với tuổi có nghĩa là mối tình đầu
Dạ là thường thì bây giờ các bạn bắt đầu vào cấp 3 là các bạn đã biết có tình cảm với bạn khác giới rồi. Dạ. Thì có thể nói là những cái gì chớm của những cái cảm xúc đầu đời. Nhưng mà với Dạ. mình thì ở tuổi 22, nghĩa là mình, và qua cách nói chuyện của bạn, chia sẻ của bạn nãy giờ ngắn thôi, nhưng mà Phương Huyền cảm nhận được ở bạn có điều gì đó cũng khá là chững chạc. Nói trưởng thành thì có thể chưa dùng từ này được vì mình cũng cũng Dạ. cũng chưa biết nhiều, nhưng mà cái cách nói của bạn cũng đủ thấy là bạn có một cái sự cảm nhận, hiểu biết, và trước tiên là bạn biết nghĩ cho mẹ, cho gia đình. Khi mà Dạ. thường thì ở tuổi này nhiều bạn khi mà đã yêu rồi thì các bạn lại nghĩ tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn. Dạ. Dạ, thì rất là Với lại vui một với điều phần này. Dạ. em sinh ra trong gia đình nó khó khăn từ nhỏ anh chị, Ừ. nên thực ra em già trước tuổi, ai cũng nói em già trước tuổi hết á. Dạ. Dạ. Rồi, có lẽ mình sẽ gặp để mình trò chuyện với cô, mình trao đổi với cô Dạ. để cô sẽ giúp mình gỡ rối điều này ha. Dạ rồi, em cảm Dạ, ơn chị. dạ. Rồi, con mời cô ạ. Alo. Dạ. Dạ, con Hay chào chị ạ. cô. Cô chào con. Hôm nay thì Dạ. xin lỗi con và xin lỗi thính giả. Giọng cô không có được trong trẻo lắm. Dạ. Con cố gắng nghe nhé. Dạ, Rồi. con gặp cô, con mừng lắm cô. Con nghe Rồi. cô là 8 năm rồi mà hôm nay con gọi điện con mới gặp được cô. 8 năm rồi, Dạ. tức là lúc đó con Dạ. còn rất là trẻ, 16 tuổi đã nghe đài rồi, nghe chương trình kể Dạ. chuyện đêm khuya rồi. Dạ À mẹ vâng. con, tại mẹ con cũng thích á nên con hay hay nghe cùng với mẹ con á. Dạ, như Dạ. vậy là lúc con 16 tuổi con đã bắt đầu nghe chương trình nha con ha. Dạ. Dạ, cảm ơn con. Cô thấy rằng con đang rất là khó xử, nhưng mà Dạ. giọng cười của con này, cái cách nói chuyện của con thì cô lại thấy hình như con là người lạc quan chứ không phải là cái người mà buồn đâu, phải không ạ? Dạ con thực ra thì con mọi người á, bạn bè rồi anh chị hay đánh giá con là hay suy nghĩ á cô. Dạ, hay Dạ. suy nghĩ với cái việc Dạ. mà mình vui sống nó khác con ạ. Câu cô đã nghe con nói là các bạn nói con già trước tuổi. Dạ. Tiếc quá, vì chúng ta trò chuyện qua phát thanh cho nên cô chả được nhìn thấy con, nhưng mà giọng con thì rất là ấm áp, rất là vui, rất là trẻ. Thành ra Dạ con rồi, đừng có con cảm ơn lo cô. ha, đừng Dạ. có nói là lo già trước tuổi. Cái quan Dạ. trọng là cuộc sống thì con biết đấy, con mới 24 tuổi thôi Dạ. mà con có nhiều cái suy nghĩ. Nãy giờ cô nghe cô cảm động lắm. Một là cô chúc mừng mẹ con, hiện giờ đó là con đang đi làm Dạ. mà con mới có một cái mối tình đầu, con cho là hơi muộn, nhưng mà tình Dạ. cảm, tình yêu thì nó không có đợi tuổi, mà nó cũng chẳng có ấn định cho mình cái thời khắc nào cả. Con chỉ quen một bạn trai mà nếu mà cô nghe không lầm thì con bắt đầu vào làm việc thì quen được, mới làm việc được 7 tháng thì mới quen bạn trai, đúng không con? Dạ, đúng rồi cô. Dạ, cho tính đến nay thời điểm này các con quen nhau bao lâu rồi? À, quen biết thì hơn 2 năm, còn yêu nhau thì 1 năm rưỡi cô. Dạ, một Dạ. năm rưỡi yêu nhau. Vâng. Dạ. Và theo thông lệ thì con cũng có giới thiệu với mẹ đúng không con? Dạ đúng rồi, anh có về nhà con 2 lần rồi cô. Dạ, thế thì quê gốc của anh là ở đâu? Bình Thuận hả con? Dạ Bình Thuận cô. Nếu hiện giờ thì anh làm trong thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, dạ không, anh mới chuyển về Bình Thuận làm luôn rồi cô, chuyển về được 3 tháng rồi. Dạ, như vậy là 3 tháng nay là yêu xa phải không con? Dạ, đúng rồi cô. Dạ, 3 tháng nay các con vẫn giữ liên lạc với nhau chứ? Ừ, dạ, ngày nào cũng liên lạc hết cô. Dạ. Con xác lập tình yêu thì là hơn 1 năm, mà con Dạ. cũng đã đưa bạn trai về nhà chơi được 2 lần. Dạ. Như vậy đây là một cái mối tình rất là nghiêm túc, và cũng muốn cho mẹ mình biết được cái người bạn trai mà mình đặt tình cảm. Cho Dạ. nên hồi nãy cô mới nói với con đó, cái thứ nhất là con có một cái sự chững chạc nghiêm túc trong tình cảm. Cái thứ hai nữa là mình yêu là mình yêu công khai, tức là mình có đưa về giới thiệu với mẹ Dạ. chứ không phải yêu mà giấu giếm. Thế thì mẹ con có cái quan điểm là làm sao đó muốn gả chồng cho con thì ở gần thôi Dạ. mà đừng ở xa quá, đúng không Dạ con? đúng rồi Rồi cô. thế thì cho cô hỏi thăm là năm nay mẹ con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ con còn trẻ lắm cô, mẹ con mới 44 tuổi à. Dạ, vâng. Dạ. Thế thì con là con lớn trong đời, trong nhà phải không? Dạ không, con út đó cô, con thứ hai á, mẹ con lấy chồng sớm.
Lấy chồng sớm rồi người đầu là chị hay là anh hả Dạ con? chị có hai chị em gái cô. Chị con đã lập gia đình chưa? Dạ chị con lập gia đình có cháu rồi cô. Ồ, bà ngoại trẻ quá. Nói như Dạ. vậy là đời sống gia đình của chị con có hạnh phúc không? Dạ chị con khá là hạnh phúc lắm cô. Chúc mừng chị con ha. Chị con Dạ. được mấy mấy người con rồi? Dạ chị con mới có một em bé trai rồi cô. Rồi, như vậy đó là mẹ con bây giờ đang sống với ai? Mẹ con sống một mình thôi cô ơi. Mẹ sống ở Dạ. Bình Dương. Dạ đúng rồi cô. Còn con lên làm việc trên này thì con sống với ai trên này? Con ở trọ cô, con ở với bạn. Ở trọ với bạn, giống Dạ. như đời sinh viên kéo dài phải không con? Dạ đúng rồi cô. Rồi, cô không tò mò nhưng nếu có tiện thì con có thể chia sẻ với cô một chút là con nói con thương mẹ vất vả đấy. Thì Dạ. mẹ làm gì trước Dạ đây và cho đến bây mẹ giờ con con ạ? làm nông làm vườn đó cô. Ở Bình Dương con thì có mủ cao su rồi làm vườn tiêu vườn điều đó cô. Nhưng mà tại cũng cũng thất bát rồi cũng bán đất đó nên bây giờ đất nhà con còn ít lắm, với lại mẹ con bị thoái hóa cột sống á nên làm việc nặng không có được nên cũng vất vả luôn. Dạ. Hiện giờ thì mẹ sống không làm vườn, làm việc gì nữa thì mẹ sống như thế nào? Thu À, nhập hiện còn tại bây giờ thì vẫn làm vườn nhưng làm ít rồi thôi cô, tại vì vâng, vườn làm ít nó thôi. hẹp lại rồi. Dạ. Mẹ có nhờ người phụ không hay là mẹ tự Dạ làm không, mẹ con? con làm một mình thôi cô. Mẹ tự làm. Và như Dạ. vậy đó thì chị gái ở gần hay ở xa mẹ con? À, chị con đi làm thì gần nhà con nhưng mà lấy chồng xa nên phải đi từ chỗ nhà chị con mà xuống chỗ làm á, thì khoảng 25 cây cô. Vậy là cũng thỉnh thoảng mới được về thăm mẹ thôi. Dạ đúng rồi không? Rồi, như vậy là hiện giờ đó là chị con có phụ giúp kinh tế cho mẹ không? Anh chị Ừ. con đó. Dạ cũng thỉnh thoảng cô, tại vì được cái là anh hai con cũng tốt á, cũng cũng hiền lành tốt với chị con, đối xử với nhà chồng cũng được á, nên khi nào chị con có tiền chị con cũng hay cho mẹ nhưng mà không có cố định một tháng bao nhiêu hết á. Thế bây Dạ. giờ con gái làm gì nè? Con làm gì nè? Dạ con làm kế toán cô. Trước đây con học cái gì? Con học kế toán ra luôn cô. Chúc mừng con làm đúng nghề ha. Dạ. Ở trước đây con học trường nào? Con học tài chính marketing cô. Cái trường mà áo màu vàng vàng á, nó cũng không nổi lắm. Ở Phú Nhuận. Dạ. Dạ đúng rồi. Như vậy là con học hệ đại học hay cao đẳng? Dạ đại học cô. Tại vì trường con tiền thân trước đó là cao đẳng. Dạ đúng rồi cô. Dạ. Như vậy là con đã học xong. Con có dự định học thêm nữa không? À, dạ con hiện tại bây giờ thì con chưa có ý định đó, con đang ôn thi nhà nước đó cô, thi thuế, thi công chức Thi thuế, thuế. thi công chức thuế. Dạ. Mừng con đạt được ước nguyện ha. Dạ. Hiện giờ thì con đang làm công việc này thì con có đủ để mà trang trải cuộc sống riêng cũng như là con có giúp đỡ mẹ mình được không? Từ lúc ra trường là tháng nào con cũng cho mẹ con một nửa tiền lương hết cô. Nếu mà không bí mật con có thể nói cô nghe không? Trước đây á, cách đây từ lúc ra trường đến cách đây 4 tháng thì lương con 6 triệu, bây giờ thì lương con 8 triệu cô. Vậy mà con chỉ chi dùng trong số 4 triệu còn một nửa con đưa tiền biếu mẹ phải không ạ? Dạ đến đến tại vì một phần là con biếu mẹ với một phần là con chắc ra con trả nợ ngân hàng hồi trước con đi học của cô. Thế rồi. Dạ. Như vậy là trong số nửa tiền lương con vừa trả nợ vừa đưa cho mẹ phải không ạ? Dạ đúng rồi cô. Thế còn nửa còn lại con xoay sở sống đó. Dạ, Có khoảng thấy khoảng là 8 có triệu đủ là không con con? chỉ chi có 3 triệu thôi cô. Dạ. Cô chỉ nhắc con chút xíu thôi. Dạ. Con mẹ con là người gốc Bắc hay là người ở đâu con ha? Dạ, người gốc Bắc luôn cô ạ. Dạ. Thay vì con nói là con cho mẹ thì con Dạ. nói là con biếu mẹ. Dạ. Dạ dạ. Mình nói mình biếu mẹ thì nó dễ thương hơn đúng không con? Dạ 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 rồi cô, dạ. Thì nhiều khi nó chỉ là thói quen thôi con ạ. Dạ. Chứ đằng nào cái tình cảm của con đối với mẹ ai nghe cũng hiểu. Thay vì Dạ. nói là con cho mẹ con thì con lại nói là con biếu mẹ con một tháng bao nhiêu đó. Dạ Thực dạ. ra thì con biết đấy, chúng mình có bồi đắp, có bù đắp, có chăm lo cho bố mẹ thế nào cũng không bằng bố mẹ đã lo cho mình đúng không Dạ, dạ. con? Cho nên là cô rất hiểu. Nãy cô nói là mẹ con may mắn đấy, sinh ra hai cô con gái
chị con thì yên bề gia thất rồi, xong xuôi rồi. Còn bây giờ thì con sống ở xa nhưng mà lòng luôn luôn hướng về mẹ. Đấy là cái mà rất là quý. Và cái quan trọng hơn đấy là con đang phân vân cái việc là con quen người yêu như thế, các con sống cũng tìm hiểu và thấy cũng thuận hòa với nhau đúng không con? Dạ. Gia đình bên anh có phản ứng gì không? Phản đối gì không? Con cũng ra nhà anh chơi được 4 lần rồi cô. Thì con thấy hai bác cũng quý, nhưng mà con không biết là ý là trước mặt như vậy nhưng sau lưng thì con không có rằng cái gì đó. Nhiều khi hai bác không thích con thì cũng nói với anh thì anh cũng không dám nói lại con, thì con cũng không rõ. Dạ, nhưng mà cô tin sự cảm nhận của con. Con đã ra 4 lần rồi. Nếu như mà một gia đình họ không thích thì chắc chắn họ sẽ không có thoải mái khi mà tiếp xúc với mình. Cũng giống như là những người bạn trai họ cũng không dám để mà đưa bạn trai, bạn gái về nhà. Cho nên con hãy tin vào cái vừa là phần trực giác của người con gái, nhưng vừa là cái tấm lòng của mình. Tại vì khi mình cư xử đúng lễ đó con, thì mọi người sẽ yêu quý mình thôi. Còn duyên phận ta chưa nói đến ha con ha. Bây giờ ta mới quay trở lại này. Khi mà con quen như vậy đó, thì con có nói với bạn trai con là cái ước nguyện của mẹ đó là mẹ muốn con được ở gần này, rồi muốn con cũng có những cái điều kiện thuận lợi, không phải đi xa quá, rồi tuổi tác mẹ cũng coi qua qua đó. Thì con có đã nói điều này với người yêu con chưa? Dạ con nói rồi cô, con trao đổi hết với anh rồi cô. Tốt lắm. Đó là một trong những cái biểu hiện mà cô cho là chân thành. Vì hơn ai hết khi mình yêu nhau, mình nghiêm túc và mình suy nghĩ rằng là có thể tiến tới cái sự dài lâu của hôn nhân. Cho nên mình chia sẻ với nhau hết. Và khi con nói với anh về những cái khó khăn như vậy đó, thì anh ấy có cái ý kiến như thế nào con? Dạ, anh chỉ động viên con thôi cô. Anh nói là cố gắng rồi dạng như lập nghiệp rồi chứng tỏ, nếu mà mai mốt mà hai đứa lấy nhau mà sống hạnh phúc thì mẹ mẹ sẽ hiểu rồi này kia. Dạ, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là anh có giục con phải cưới sớm không? Dạ có cô. Anh nói làm sao? Anh nói là tại vì tụi con như con đó, con ra trường xong là cũng hơn 2 năm rồi. Thì anh nói nếu mà được á thì tại vì con đó, con hay lo là tại con chưa trả hết nợ á. Con tại con mua xe trả góp nữa là con trả 2 khoản nợ nữa. Thì con sợ lâu á. Thì anh nói là nợ thì trả dần thì cứ tiến tới hôn nhân trước. Tại vì anh nói anh không phải là già. Nhưng mà 27, 28 anh cũng muốn ổn định gia đình để phấn đấu, để cố gắng hơn á. Dạ, rồi đó là ý kiến của anh. Và dĩ nhiên khi anh bàn bạc với con như vậy thì con thấy có lý không? Anh thực ra cô, theo con cảm nhận đó thì đối với tuổi 27, 28 mà con trai người ta muốn lập gia đình thì cũng là hợp lý cô, với lại ba mẹ anh cũng mong có cháu á, thì con thấy vấn đề đó cũng hợp lý, nhưng mà tại cái hoàn cảnh hiện tại của con thì con cảm nhận là chưa phù hợp á. Dạ, thế ba mẹ của anh lớn tuổi chưa? Dạ ba mẹ em cũng còn trẻ à cô, năm nay 46 hay 48 gì ạ, con nhớ là năm 46 48 gì. Dạ cũng cùng cỡ trang lứa tuổi của cha mẹ con thôi đúng không? Dạ, dạ, dạ. Thế thì cô nói với điều này con ạ. Sở dĩ cô hỏi như thế là khi mà các con yêu nhau như vậy đó, thì bạn trai đi về Bình Thuận đó, về quê đó, thì con có cái ý kiến gì mình giữ bạn trai hoặc là mình can ngăn hoặc gì không? Dạ, thực ra như vậy cô, lúc mà anh xin chuyển công tác về Bình Thuận là anh có hỏi ý kiến của con. Anh hỏi ý kiến của con là tham gia ý kiến là nếu mà anh nói nếu mà con không muốn thì anh nhất định anh sẽ không về. Nhưng mà thực sự con nói này thì nó hơi có lỗi, nhưng mà trong lòng con á, lúc đó thì con hướng về mẹ con nhiều hơn, thì con cứ nghĩ là nhiều khi yêu xa thì dễ chia tay hơn. Nên con động viên cho anh về với gần với ba mẹ cho nó có người chăm sóc rồi cũng tiện lợi cho anh á. Dạ, rồi. Dạ. Cảm ơn con đã bày tỏ thật cái tình cảm của mình. Một lần nữa cô thấy mẹ con thật là có phúc khi có hai cô con gái, mà đặc biệt là con có một cái tình cảm rất là yêu thương mẹ một cách đặc biệt. Chỉ có điều cô nói thế này, hôm nay cô nói đây nhưng mà cô nghĩ rằng là con sẽ mời mẹ cùng nghe lại chương trình này con nhé. Cái thứ nhất á, về tuổi tác thì cô Mai không tin vào tuổi đâu. Cô Mai không tin vào tuổi đó, bởi vì cái gì mình không biết thì mình không dám
suy luận, suy đoán. Và vì mình không biết, cho nên mình cũng không có dám lạm bàn vào cái việc đó. Cô chỉ nói rằng là bản thân cô thì cô không tin vào tuổi tác. Cho nên cái quan trọng nhất là cô xem qua cái ứng xử thực tế các con. Đó là cái cách đối xử của các con với nhau. Cô nói ví dụ như là con nói hết với bạn trai con, người yêu con những cái khó khăn trắc trở, kể cả về vấn đề tình cảm, gia đình, của mẹ con lo lắng, cho tới những cái nợ về vật chất mà con đang có. Rồi anh ấy cũng nói hết với con về những cái khó khăn của gia đình anh. Rồi trước khi anh về Bình Thuận, về quê để làm việc, anh cũng bàn với con. Có nghĩa là đây là một cái cách mà nó có những cái dấu hiệu tốt đẹp cho một cuộc hôn nhân lâu dài sau này. Tức là nếu tất cả những cặp vợ chồng mà đều có thảo luận bàn bạc với nhau thì ít khi nào xảy ra cái việc mâu thuẫn lắm. Cho nên đó là cô thấy rằng là các con mới bằng này tuổi thôi, chưa đến 30 tuổi mà các con bàn bạc với nhau và biết động viên nhau. Thế rồi các con sắp xếp cái công việc theo như cái thỏa ước với nhau. Anh cứ về nhà, còn em ở đây làm việc và yêu xa. Cái thì đó là cái ý thứ nhất mà cô thấy rằng sự nghiêm túc trong cái tình cảm của các con, sự lắng nghe nhau, sự bàn bạc với nhau, đó là hết sức cần thiết. Và cái điều nữa là phải ghi nhận rằng anh là người sống nghiêm túc, anh muốn thực sự có một cái gia đình. Cho nên anh mới đề nghị với con như thế. Có thấy đó là một lời đề nghị nghiêm túc không ạ? Dạ có cô. Nhưng mà con ngắt lời cô một tí xíu là tại vì con thực sự á, một phần thí dụ như mẹ con không đồng ý á, thì con cũng đã lăn tăn. Nhưng mà có một vấn đề này nữa con xin hỏi ý kiến cô là con không biết là hay là con mới quen nên con đòi hỏi con cũng không biết, nhưng mà có cái phần cảm nhận của con thôi thì con thấy anh hơi vô tâm á, con cứ cứ cảm giác là nếu như không biết, nếu mà anh cứ như vậy thì không biết có thể là một người chồng, một người cha tốt không á, nên Dạ. con cũng cứ lấn cấn Con có thể nói rõ hơn một chút sự vô tâm như thế nào không? á. Dạ ví dụ như vậy nè cô, ví dụ như hồi xưa con còn cùng làm với anh ở dưới công ty với Bình Dương á, thì con bữa đó là bão lụt thì nó ngập đường xe qua bánh xe luôn cô, mà con ăn thì ở gần chỗ làm, còn con thì cách cái chỗ làm của con tới 25 cây lận, thì theo theo như con á, theo như con rồi theo như những anh ở trong công ty của con á, thì mọi người đều cứ nghĩ là anh sẽ đưa con về, tại vì trời ngập rồi xe xe ô tô rồi cũng bị ngập, mà con đi xe máy nữa, đường ở đó nó khó đi mà hầm hố rồi lắm cũng nguy hiểm. Nhưng mà con anh để con đi về một mình, xong mà con về đến nhà mà mưa lớn bão lớn lắm cô, anh cũng không gọi điện hỏi thăm gì con hết á. Rồi đó là một trường hợp. Với trường hợp ví dụ như đi chia tay anh mấy anh trong công ty á, nhiều khi anh biết là phải đưa con về tại con cũng ở xa, xong anh cũng nhậu say gì đâu say, xong để cho nhiều khi để tự con về á, thì lúc đó con cảm thấy con buồn, mà con nghĩ là không biết cái người này có thể trở thành một người đàn ông tốt làm cha làm chồng được hay không á. Vâng, cô hiểu. À, đây là một trong những cái mà cô vừa nói với con đó, là con quan sát và con để ý những cái điều mà đúng là cũng cần phải bận tâm con ạ. Cho nên á, nếu như mình nói nó không hết cái việc của mình á, thì ngỡ rằng là mẹ con chiếm cái vai trò ngăn cản cái tình cảm của mình. Mà thực tế ra đó thì cô nói tuổi thì không sao ha. Tuổi thì cái này là do mình thôi, nhưng mà cái địa phương thì cũng không sao con ạ. Ví dụ như là chị con rồi cũng ở xa xa đấy chứ đâu có ở gần đâu. Cái quan trọng ở đây đó là hai cái mà mẹ lo ngại đó, tuổi tác và địa phương, thì cô muốn mẹ nghe để mẹ thấy rằng là không phải là mình muốn đặt để con mình ở đâu thì nó sẽ nên duyên nên phận ở đấy, mà nó còn có nhiều yếu tố bất ngờ mình không biết được con ạ. Cho nên là dẫu sao chăng nữa thì cô cũng muốn giải tỏa để cho mẹ mẹ làm quen dần, rồi sau này chưa biết là con sẽ lấy ai, nhưng mà rõ ràng rằng là cái việc tuổi tác và cái việc mà địa phương xa gần nó không phải là yếu tố quyết định. Con Con có đồng ý với cô không nào?
con xin ngắt lời cô chút xíu là con cũng phân tích với mẹ là con nói là những cái đó nó không quan trọng. Với lại khi mà quyết định hôn nhân á, con trên 18 tuổi thì con phải có quyền quyết định hạnh phúc của con á. Để sau này á, con không hối hận rồi mẹ cũng thí dụ như con có khổ thì con không có quyền trách mẹ. Không ai muốn mẹ ngăn cản là con khổ hay như thế nào thì trong thâm tâm nhiều khi con lấn cấn con không dám nói ra nhưng mà con lại trách mẹ là hồi xưa mẹ ngăn cản con hay gì con không muốn nên con muốn là để mình tự chọn cái hạnh phúc của Rồi, cô mình á. hiểu. Dạ, cô có hiểu, cô hiểu con và con có nói điều đó với mẹ phải không ạ? Dạ, rồi. Tức là cái tính cách của con rất là ngay thẳng, rõ ràng, tức là cái điều gì cũng muốn nói ra. Riêng cái phần mà con nói là anh ngại ngại khi mà anh không đưa đón con về như vậy đó. Con gọi đó là một số trong những cái dấu hiệu vô tâm đó. Có còn gì nữa không con? Còn điều gì nữa không? Có nhiều cái như vậy này cô làm. Ví dụ như con bị bệnh á, con bị ốm con đi khám bệnh hay gì á thì con hy vọng lắm, con mong là thí dụ như anh có thể đi cùng con, nếu mà không suy nghĩ được thì thôi cũng bất đắc dĩ rồi thì con đi một mình, nhưng mà nếu con đi khám bệnh về tối thì anh phải gọi điện hỏi thăm con hoặc là xuống phòng trọ con thăm con, nhưng mà cái lần đầu tiên như vậy là anh không có xuống luôn thì con rất là buồn, con nói anh là tại sao lại đối xử em như vậy như vậy như vậy á, thì anh cũng nhận thấy là anh vô tâm, thì từ lần con góp ý đó những lần sau thì anh thay đổi, nhưng mà con nghĩ là những cái chuyện mà cơ bản như vậy thì tại sao Rồi. lại không biết được, phải để nhắc các con. Rồi, bây giờ cô hỏi ha. Như vậy là con trước khi hỏi đó thì cô thấy rằng là các con có chuyện gì các con cũng nói với nhau hết Dạ, đúng rồi cô. á. Đó. Và anh có điều chỉnh. Dạ, đúng rồi cô. Rồi. Anh là con thứ mấy trong nhà hả con? Dạ, con đầu quá cô, con cả luôn. Cả có mấy người con Dạ, hai anh em trai cô. ạ? Anh em trai. Dạ. Bố mẹ thì còn rất là trẻ. Bố mẹ làm công việc gì hả con? Bố mẹ À, anh ấy. làm bán hàng của cô, bán tạp hóa. Cô nói con nghe, thực ra đó thì con phải làm quen cái này. Nhà con là hai chị em gái, nhà ảnh là hai anh em trai, nghe con ha. Con bước vào nhà con có thấy gia đình cô chú khác là mình Dạ, tất nhiên rồi cô. không? Dạ. Con gọi là hai bác đúng không? Con gọi là hai Dạ, bác. đúng rồi. Dạ vâng. Khác ở cái chỗ rằng là nhà mà có hai cô con gái thì bao giờ cũng ngăn nắp nền nếp khác với lại bước vào một gia đình có hai cậu con trai đúng không con? Tại con thấy theo theo cái quan sát của con đó thì nhà anh cũng ngăn nắp, tại vì anh còn ngăn nắp hơn con nữa cô. Như vậy thì rõ ràng là con đã đến và con có tình cảm rất sâu nặng với gia đình này và con cũng đã để ý tới những cái điều mà cô vừa đặt ra những câu hỏi để tự con xác định đấy. Tức là đây là mình quen biết một cái gia đình nghiêm túc, tử tế và người yêu của con á thì những cái việc lớn đều tỏ ra rất là nghiêm túc và cũng là người biết lắng nghe và biết cầu thị, biết sửa đổi. Dạ, Nên đúng cô rồi mới cô. nói với con điều này nữa là con đừng có lo là những cái đó mà nó cứ không làm cho người yêu của con, chồng của con sau này không biết lo lắng. Thì thực ra thế này, những cái mà cuộc sống trong hôn nhân á thì hai người là hai người khác nhau. Nên khi về sống với nhau bao giờ cũng phải có những cái điều chỉnh dần dần con ạ. Sợ sợ nhất là điều này này con, là khi người ta về sống với nhau người ta không lắng nghe nhau thôi. Dạ Còn cô. cô nói với con điều này là bất cứ một cặp vợ chồng nào khi về sống với nhau thì dần dần họ trở nên ảnh hưởng lẫn nhau. Đó, ảnh hưởng lẫn nhau. Và cái quan trọng là ví dụ như cái con nói là bạn con vô tâm thì con xem xét xem hình như là đàn ông thì rất nhiều người cũng vậy, còn nếu không trời sinh chi cho đàn ông cứ thế này thế khác và lại phải có thêm một người phụ nữ chi ly để có thể sắp xếp trong gia đình rồi lại ngăn nắp đâu vào đấy mọi thứ phải không con? Thế thì hồi nãy con có nói rằng là con đến nhà bạn trai con thì cũng ngăn nắp trật tự này khác thì con phải hiểu rằng đó là cái bàn tay vén khéo của người phụ nữ trong gia đình. Và vì vậy cho nên cô nói rồi đấy là những cái việc mà con ví dụ như là Phật ý về cái việc không có hỏi thăm con rồi không đưa con đi về vân vân tất cả những cái đó Với lại một phải phần này nữa cô, một phần nhỏ là anh con cảm thấy con sợ lắm, tại vì con thì tính con từ xưa giờ con nhẹ nhàng, con sống trong gia đình con ít va chạm, không có ba mẹ con có cãi thì cãi nhưng không có đánh nhau hay gì gì hết á, nên con rất thích cuộc sống nó nhẹ nhàng ấm áp, dạng như là con trai thì nhường nhịn, thí dụ như con mới quen á thì con hơi nhõng nhẽo một tí xíu thì nhường nhịn con hoặc bao dung cho con một tí, nhưng mà anh hay hay nổi nóng với con á,
hay nổi nóng mà dễ giận á, khi mà nói chuyện, thí dụ như nói chuyện điện thoại hoặc nói chuyện Zalo mà mạng chập chờn á, anh cũng có thể nổi nóng được á cô, nên con sợ lắm. Bây giờ như thế này, con có nói với cô là con quen hơn 2 năm dạ và thực sự yêu nhau là 1 năm rưỡi, dạ đúng rồi và tất cả những cái điều này cô đang nói với con á, ngoài cái việc mà con đã bảo với mẹ con rằng là những cái gì trong tình yêu của mình này khác, thì con không muốn chịu trách nhiệm về về cái việc quyết định đứng đắn của con á, thì cô dạ hiểu là con rất rõ ràng mạch lạc trong vấn đề tình cảm. Tuy nhiên dạ thì nếu có chăng nữa đó là do con yêu thương mẹ con không có muốn mẹ lo lắng, đúng không dạ ạ? đúng Đó là ý dạ thứ dạ nhất. Và ý thứ hai, thông qua những cái điều này đó thì hình như con chưa thực sự yên tâm về người yêu, đúng không dạ dạ đúng rồi cô con? Cho nên á, cô đang nói với con á, cái ý mà con nói trong lúc trò chuyện, con bảo là con cũng đồng ý cho anh về Bình Thuận để con nghĩ rằng yêu xa thì dễ chia tay. Vậy thì dạ cô hỏi con là cái chia tay này là do con thấy chưa đạt cái điều mà con mong muốn, con chưa yên tâm, hay là cái yêu xa này để rồi chia tay đó là con muốn làm vui lòng mẹ con? dạ thực ra là cộng cả hai yếu tố đó lại đó cô, chứ con không 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 có nói là do mẹ con ảnh hưởng hết tất cả đâu. Như vậy thì rõ ràng câu mà tạm biệt con, có thể cô cũng sẽ nhắc lại rằng Dạ. với hơn 1 năm rưỡi yêu nhau, Dạ. con đã có nhiều điểm tương đồng, có nhiều cái sự thảo luận, bàn bạc với nhau, thống nhất với Dạ. nhau, nhưng mà vẫn còn những điều mà mình chưa có yên lòng. Thì Dạ. với tuổi 24 của con, với tuổi 27 của bạn con, chưa có gọi là lớn lắm, bởi vì các Dạ. anh chị, các bạn bây giờ người ta lập gia đình rất là muộn. Thế thì Dạ. mình cũng thông cảm là con trai đầu rồi ở quê nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất không phải là bao nhiêu tuổi thì phải lấy nhau, mà cũng không phải là phải chờ đợi để mà xem xét về vật chất, về điều kiện này khác. Hoàn toàn trong câu Dạ. chuyện của con không không có yếu tố đó. Dạ. Con bộc bạch với nhau là chấp nhận một cuộc sống bình thường. Nhưng còn những cái gì mà con chưa thực cảm thấy yên tâm đó, thì con sẽ có thêm thời gian nữa. Theo cô Dạ. đó, thời gian nó sẽ cho con biết tất cả những gì con muốn biết về người con yêu. Vì vì Dạ. 1 năm rưỡi nay con đã nghe thấy được những ưu điểm của anh, đồng thời con cũng thấy những điều con chưa yên tâm, cho nên hãy cho mình và cho anh một cơ hội. Dạ. Cơ Cô hội này. con thêm một ý này nữa thôi cô, một ý ngắn xíu thôi, là mẹ con á, mẹ con thì mẹ con có nói á, là ví dụ như mà không đến được với nhau á thì cũng cũng muốn á, là chia tay sớm thì để cho mình đừng có, như cảm giác là con đừng có ích kỷ để còn cho anh cơ hội khác, để anh kiếm người khác để lập gia đình á, thì con nghe mẹ con nói là con cũng lấn cấn, con thấy cũng có lỗi nha cô. Cho nên cô đang nói với con là con phải tháo bỏ những cái áp lực đó, bởi vì cô nói một thời gian nữa có nghĩa rằng khả năng là chỉ trong một thời gian ngắn thôi, bạn trai mới xa con có 3 tháng thôi, thế Dạ. rồi chưa có gì gọi là lâu cả. Dạ. Kéo thêm một thời gian nữa để anh ấy cũng suy nghĩ kỹ và con cũng có thêm những cái gọi là có những cái yếu tố để mình cảm giác bình an khi mình quyết định cái lời cầu Dạ. hôn, nhận lời cầu hôn của anh ấy. Như vậy Dạ. thì trước một quyết định quan trọng thì thời gian ví dụ như nửa năm nữa chẳng hạn thì cũng không có gì gọi là quá lâu. Dạ. Con hiểu đấy. Và bây giờ con mới 24 tuổi à, chưa phải là cái gì mà tuổi lớn lắm, nên là con Dạ. cứ yên tâm là tất cả mọi cái nó đang ở phía trước. Cái quan Dạ. trọng nhất là con đắn đo, con suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân, con được quyền lựa chọn mà. Lúc này kể cả người yêu của con và con đều được quyền lựa chọn. Vấn đề quan trọng khi mà mình đưa ra một quyết định mà mình thấy lòng thanh thản thì đấy là một quyết định đúng. Cho nên thứ nhất là cô rất là vui vì con lắng nghe chương trình đã lâu và Dạ. cả hai mẹ con cũng đều có cái sự chân thành với nhau, chia sẻ Dạ. với nhau. Thì cô nghĩ với một cái sự hiếu thảo, một cái sự lắng nghe của con cộng với cái sự nghiêm túc của con đối với tình cảm á, thì cô Dạ. mong rằng là cái điều mà cô nói với con là nếu cần thiết thì hãy cho nhau thêm một thời gian nữa để mình hiểu thêm về nhau hơn trước khi mình đưa ra quyết định chia tay hoặc là dừng lại. Như vậy nó sẽ thỏa đáng hơn. Đấy Dạ. là cái lời bộc bạch mà cô muốn gửi đến con cũng như là gửi đến mẹ con. Thì dẫu sao chăng nữa, con cũng có một người bạn lớn, đó là mẹ con mà.
Cho nên cứ suy nghĩ, và cô hy vọng rằng với sự cẩn trọng của con trong cái vấn đề tình cảm, và đặc biệt với cái tấm lòng hiếu thảo của con, thì con sẽ được sự may lành trong cuộc sống. Chào con. Dạ, con cảm ơn cô nhiều, con mừng lắm. Dạ. 9 năm rồi con mới dám gọi điện thoại, con cứ nghĩ là không bao giờ được kết nối, mà hôm nay anh cho con kết nối, con cảm ơn nhiều lắm. Vâng, Dạ. cảm ơn Dạ, con. Chào dạ con, con tạm cảm biệt ơn con. cô. Dạ, Dạ. rất là cảm ơn bạn và cảm thấy rất là vui khi mà nghe giọng bạn ở cuối cuộc trò chuyện đã thoải mái hơn. Những điều mà cô chia sẻ với bạn không chỉ đứng dưới góc độ là một chuyên gia, mà Phương Huyền nghĩ rằng còn là một người giống như người mẹ chia sẻ với những trăn trở của con. Thì hy vọng rằng sau câu chuyện này bạn sẽ có hướng đi cho mình, cho một bên là người ta hay nói là một bên là tình tình nghĩa, tình cảm gia đình, một bên là tình yêu, rất là nhiều khó khăn đúng không ạ? Và bây giờ thì cho Phương Huyền kết nối cùng với thính giả tiếp theo của tối hôm nay. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị. Dạ chào, chào Phương Huyền nhé. Dạ. Chị đang gọi tới từ đâu ạ? Mình gọi đến từ Thủ Đức. Dạ, mình bắt đầu câu chuyện chị ha. Nói chung là câu chuyện của mình thì mình kết hôn năm nay cũng được 10 Dạ, năm chị rồi. ơi, chị cho Phương Huyền nè. Chị di chuyển một chút xíu đi ạ. Tại vì mỗi lần chị nói thì Phương Huyền nghe cái tiếng hú của điện thoại á. Mình di chuyển một chút Vậy. xíu giùm Phương Huyền. Phương Huyền Dạ. nghe rõ chưa? Alo. Dạ, chị nói là cái tiếng điện thoại nó không được tốt ạ. Dạ. Thì đứng ở trong trong phòng á, cho nên Ồ, nó phòng cũng nó yên bị tĩnh kín, phòng bị kín quá không chị? thôi. Chị mở cửa ra giúp Phương Huyền. Alo, Phương Huyền Dạ, nghe rõ chưa? rồi, bây giờ chị cứ nói đi ha. Nói Dạ. chung là mình kết hôn cũng được 15 rồi. Dạ. Thì 6-7 năm trở về trước thì nói chung là vợ chồng vẫn bình thường, cũng tình cảm, cũng yêu thương. Nhưng mà 4 năm trở về đây thì trước mắt thì cái kinh tế thì nó cũng chưa được thoải mái, thì vợ chồng cũng có mâu thuẫn đôi chút. Nhưng mà gần tới đây thì không hiểu tại sao mà hai vợ chồng cứ mỗi một lần mà nói chuyện về một cái vấn đề gì đó, từ kinh tế cho đến con cái thì đều nó bất hòa nhiều lắm, cho nên không thể nào mà nói được hết. Có những lúc thì mình cũng tự xét lại bản thân mình là tại sao mình là vợ mà mình nói mà anh chẳng bao giờ anh lắng nghe gì hết, anh chỉ nghe bên ngoài rồi về cũng có thể anh áp dụng vào là mình nói như vậy là không đúng, hay là mình nói như vậy là lúc nào cũng lăn tăn mấy cái chuyện trong nhà. Cho nên vợ chồng hễ mà nói chuyện là 2-3 câu gì đó là vợ chồng quay lại là bắt đầu có cái hành động, có cái thái độ bực bội trong người á. Nên giờ hôm nay muốn nhờ cô Mai tư vấn xem là nhiều lúc thì mình cũng chán lắm, cũng nghĩ là nếu như mà bây giờ mà vợ chồng cứ sống mãi như vậy thì sau này không biết con cái nó lớn lên rồi thì nó biết cái cách của bố mẹ nói chuyện, hay là bố mẹ sống như vậy thì nó ảnh hưởng á, cho nên cứ lấn ra lấn cấn mà không biết phải làm sao, cũng rất là buồn á. Thì Dạ. giờ Theo cũng chị thì những cái bất hòa đó nó bắt nguồn từ chuyện gì? nói chung là thì cũng cũng vì kinh tế một ít, chứ cũng không phải là vì hết kinh tế. Thứ Dạ. hai nữa là gần đây không hiểu tại sao anh cứ cứ khó chịu vậy đó, rồi mỗi một lần mà hỏi anh thì anh không nói, nếu mà Dạ. anh có nói thì cũng bần cùng vậy đó. Về đến nhà thì hai vợ chồng cùng đi làm thôi, chứ nhưng mà mình thì mình là phụ nữ thì mình cứ nghĩ là thôi thì chuyện con cái nhà cửa rồi công việc thì mình cũng làm hết luôn, từ trước giờ là một tay mình làm hết rồi đó. Anh chẳng bao giờ anh phụ giúp cái gì hết, anh chỉ đi làm bên ngoài thôi, rồi về đến nhà là anh cứ ăn uống xong là anh ngồi anh xem tivi rồi anh bấm điện thoại. Nhiều lúc mình cũng mệt mỏi cũng muốn anh phụ giúp, nhưng mà nói ra thì anh cứ bảo là những cái việc nó có chút xíu thế thôi mà, ý là cứ phải tị nạnh anh đó. Vậy nên nhiều lúc mình cũng buồn, rồi con cái bây giờ nó học rồi thì mình cứ kêu anh là cho bây giờ mình em đi làm về thì em cũng nhiều việc lắm, anh không phụ cái gì thì anh cũng dạy con cho con cái nó học hành đến lớp cho nó cô giáo biết đỡ nhắc nhở tội nó. Thì Dạ. anh lại quay lại anh bảo là bây giờ anh làm về anh mệt lắm,
À, thôi thì cho con nó đi học thêm học đồ đó, Dạ. mà đâu có thời gian đâu Phương Huyền, Dạ. mà cái thời gian nó rất là ít, mà ép con nó học Dạ. nhiều quá Có nghĩa thì là cũng có thời gian đón có những cái điều mà bất hòa nhiều khi tự như là nó nhỏ đúng không ạ? nó Nhưng mà nhỏ. dạ, nhưng mà nếu mà Phương Huyền hiểu rồi khi mà chị gọi đến chương trình là mình cũng biết rằng là nếu mà cái câu chuyện mình không có giải quyết sớm, mình không tìm ra những cái vấn đề thực sự ở đây là gì, thì chuyện từ chuyện nhỏ nó sẽ thành cái chuyện không còn bé nữa đúng không? Dạ, rồi bây giờ thì mời chị trò chuyện với chuyên gia chị ha. Dạ, con mời cô ạ. Vâng, cảm ơn Phương Huyền. Alo. Dạ con chào cô ạ. Cô chào con. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ năm nay con 39 tuổi ạ. Dạ, chồng con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ chồng con năm nay 43 tuổi ạ. Dạ, các con cưới 10 năm phải không ạ? Dạ. Dạ, các con được mấy cháu rồi? Dạ con mới có một cháu thôi ạ. Dạ, cháu trai, cháu gái à con? Dạ bé trai cô ạ. Dạ, cháu được mấy tuổi rồi con? Dạ bé con được 10 tuổi cô ạ. Dạ, thế hiện giờ cháu đang học lớp mấy nào? Dạ bé con học lớp 4 rồi cô. Dạ, cái lớp học này cháu mới nhập học phải không con? Dạ, Dạ từ hồi không. cháu học, Dạ cháu học lớp 1, bé lớp 2, lớp 3, thì 4 cô. cô đang hỏi cái kết quả học tập của cháu á, từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 là có tốt không ạ? Dạ lớp lớp 1 thì bé cũng được học sinh giỏi, lớp 2 thì nó cũng tiên tiến, như sang lớp 3 thì bé lại trở lên trung bình thôi cô ạ. Dạ vâng, như vậy đây là một trong những nỗi lo của con phải không con? Dạ. Dạ, đó con thấy không, lớp 1 là học sinh giỏi này, xong rồi lớp 2 là học sinh khá này, và bây giờ lớp 3 là học sinh trung bình, bây giờ năm nay cháu bắt đầu vào lớp 4 là cái lớp sát với cuối cấp rồi, chắc chắn là chương trình học có nặng hơn đó, con lưu tâm tới cháu nhiều hơn nhé. Dạ. Thế hai vợ chồng con làm công việc gì con nhỉ? Dạ con thì con cũng làm trong xí nghiệp may cô ạ, còn Dạ. ông xã con thì cũng làm trong xí nghiệp như anh làm bên văn phòng thôi cô ạ. Con làm công nhân, còn chồng con làm văn phòng. Dạ. Dạ. Con nói rằng là con đang ở Thủ Đức, thì vậy đây là quê gốc của con hay là sao hả con? Dạ quê không, quê con ngoài Bắc cô ạ, con ở ngoài Vĩnh Phúc đó cô ạ. Dạ. Thế chồng con thì gốc ở đâu? Dạ chồng con gốc ở Lâm Định. Dạ. Hai vợ chồng vào đây lập nghiệp từ năm bao nhiêu rồi con? Dạ con thì con đi vào đây từ năm 99 cô ạ. Dạ. Còn chồng con thì bao lâu? Dạ chồng con thì đi từ năm 95, 96 đó cô ạ. Dạ vâng, đi vào trước con ha, con ha. Đấy. Bây giờ là hai vợ chồng về sống ở Thủ Đức. Các con đã có nhà riêng chưa? Dạ con có nhà rồi cô ạ. Chúc mừng con. Con nói rằng hai vợ chồng thì sống với nhau 10 năm cũng vui vẻ, nhưng mà khoảng 4 năm trở lại đây thì vợ chồng có hay có những mâu thuẫn, và những cái mâu thuẫn theo con thì có vẻ nghiêng về phía phê phán chê bai vợ nhiều hơn đúng không ạ? Con có thể kể cho cô nghe một một vài cái việc mâu thuẫn trong nhà mà con cảm thấy không vui không? Dạ được cô. Nói chung là con á, thì vợ chồng con cũng lấy nhau thì trước đây thì anh cũng có một đời vợ rồi cô ạ. Dạ. Nhưng mà lúc lúc đấy á, là quen con á, thì con cũng không có biết. Khi đến lúc quen được khoảng độ hơn một năm rồi thì nói đến cái chuyện là hai đứa đến với nhau á, thì bắt đầu anh mới nói thật là anh cũng đã một lần như vậy á. Đến lúc đấy con cũng buồn lắm. Xong thì anh mới kể hết là câu chuyện vợ chồng anh sống là hai vợ chồng cũng hợp nhau mâu thuẫn á. Thì anh cũng có một đứa con riêng, lúc đấy nó mới được có bé được 6 tuổi rồi. Thì là hai vợ chồng như vậy thì anh vô trong này thì gặp con, rồi tụi con yêu nhau được hơn một năm thì con biết. Thì qua anh nói chuyện thì con cũng buồn lắm, tại vì con cũng ít tuổi lại mới lớn lên, gặp những cái trường hợp như vậy con cũng sợ nữa. Xong rồi tụi con cứ lấn cấn, nhưng mà khi mà anh em nhà anh á, với lại bố mẹ anh á, vào á, thì cũng có lên cũng nói với con trình bày cái cuộc sống của anh như vậy. Thì bên gia đình nhà con á, thì cũng bảo là thôi nếu mà anh đã phải cái hoàn cảnh như vậy thì mình cứ sống tốt là được rồi, không nhất thiết phải nhằm vào cái quá khứ đấy để mà phân biệt. Con cũng đồng ý, với lại con cũng thương yêu anh nữa. Thế là tụi con đến với nhau thì đến 2005 thì là đám hỏi.
thì đến 2007 là tụi con cưới. Dạ, như vậy cũng kéo dài thời gian hả con ha? Dạ, cũng kéo dài. Như vậy từ lúc quen cho tới lúc cưới là mấy năm ạ? Là 5 năm đó cô. Dạ, dạ. 5 năm. Dạ, con nói tiếp thì cô nghe. Dạ, 5 năm thì nói chung là chúng con cảm thấy, con cảm thấy thì anh là người cũng đàng hoàng rồi, cũng thật thà. Thì con vào đây cũng có một mình thôi, cho nên con cũng muốn có một cái chỗ dựa để mà con tiếp tục cái cuộc sống ra xã hội cho nó được may mắn nhiều hơn. Dạ. Thì con nói chung là con cũng không có chê gì anh hết. Con, vợ chồng con cưới nhau xong là tụi con bắt đầu là làm nhà. Thì làm nhà xong thì nó cũng, hai vợ chồng tự tay thì nó cũng, kinh tế nó cũng hơi yếu một tí. Thì con lại sanh em bé nữa. Dạ. Con ở nhà 6 tháng nuôi em bé xong thì bà ngoại vào chăm em bé cho, thì là bắt đầu con đi làm. Thì hai vợ chồng đi làm thì lúc đấy cũng mâu thuẫn, nhưng nó không, nó sơ sơ thôi. Thì con cứ nghĩ là thôi, bây giờ kinh tế nó còn khó khăn thì nó cũng xảy ra là cái chuyện bình thường. Thì xong thì nó cũng qua cô ạ, xong thì trả lợ rồi. Hỏi thăm nhà. Con, cô hỏi thăm là lúc đó là mới sanh cháu đã có những mâu thuẫn rồi. Thì nó mâu thuẫn về cái gì hả con? Không, sanh xong là lên làm nhà là bắt đầu vợ chồng nó có một cái mâu thuẫn nhỏ thôi. Là giống như là làm nhà thì nó thiếu tiền đó cô. Dạ vâng. Đó, nó cũng qua là tiền không đủ rồi cái lọ cái kia, nhưng mà nó ít lắm, nó không đáng kể, rồi nó cũng qua, cũng bình thường trở lại thôi. Xong thì tụi con cũng xong hết, trả lợ trả liếc xong hết thì vợ chồng vẫn vui vẻ bình thường. Khoảng 4 năm trở về đây này thì nói chung là con cũng có phát hiện là anh cũng có mấy cái tin nhắn là bên ngoài vậy đó. Thì về con cũng nói thì anh cũng nói là anh không có làm cái gì hết, thì thôi con cũng chẳng có nhận vào cái vấn đề đó. Yeah. Thì cứ thế thôi, vợ chồng cứ lâu lâu chẳng hạn động chạm đến những cái chuyện, thứ nhất là tiền, thứ hai là cái công việc mà anh cứ đi về trễ này, rồi con nói thì anh cũng quay lại là anh nói con, rồi về nhà anh chẳng làm cái gì phụ con, một mình con làm nhiều quá con cấu, nên thì anh lại cho con là mất vui phải không con? Dạ đúng rồi, mất vui thôi ạ. Dạ. Con thì con lại hay nói nhiều, con biết cái tính con hay nói nhiều, lại nóng tính á. Yeah. Thì anh lại chẳng nói nữa. Thì những lúc con nóng con nói xong rồi, thay vì anh trả lời con thì anh lại không nói, anh cứ im. Xong thì từ hôm sau về là anh cứ thế thôi. Hỏi thì anh nói, gọi thì anh chưa, ăn cơm thì kêu thì anh ăn, mà không kêu thì anh thôi. Bắt đầu con lại thấy buồn, con lại thấy chán cô ạ. Dạ. Cho cô hỏi này, là cháu bé con riêng của chồng con năm nay là, nếu cô không lầm thì là khoảng 16 tuổi, thì cháu là trai hay là gái hả con? Không cô ạ. À, con riêng của anh năm nay là 23 tuổi rồi cô ạ. Tại vì cái lúc mà con gặp anh á là năm 99 năm 2000 á, là em bé nó đã được 6 tuổi rồi cô. Dạ, như vậy là bây giờ khoảng 20, ngoài 20. Cháu trai hay cháu gái ạ? Trai cô ạ. Dạ vâng. Anh ấy có, trong suốt thời gian mà các con sống với nhau thì có bao giờ anh có trách nhiệm quan tâm tới cháu không? Có cô ạ. Nói chung là dạ. Con thì con cứ kêu là thôi thì bây giờ cũng bé, vợ chồng thì nó xảy ra thì con cái nó chẳng có tội gì hết. Vâng. Anh những cái gì anh cần làm thì anh cứ làm. Còn dạ. Cái chuyện bây giờ bé ở với mẹ đây thì cái chuyện anh gửi tiền với bà, có những lúc con cũng biết là anh ngại con, anh cứ giấu, anh gửi anh giấu. Dạ. Con biết đó nhưng mà không bao giờ con nói ra hết. Con cứ kệ anh, tại vì nếu nói ra thì con nghĩ nói ra thì anh đã giấu rồi, nếu mình nói ra thì đâm ra nó lại, anh lại thấy nó vợ biết rồi thì nó kỳ lắm, thì thôi con cũng chỉ ngậm ngùi thôi, nhưng con cũng rất là buồn. Dạ. Cô thấy là con có nhiều cái ẩn ức hay con ha. Thế có bao giờ cháu trai vào thăm bố với lại con không? Bé thì không có vào thăm cô ạ, nhưng mà lâu lâu bé cũng cứ gọi điện cho con á. Dạ. Cũng hỏi xin tiền á cô. Có nhiều lần thì con cũng về con nói, rồi con cũng gửi. Đó, nhưng cũng có lần thì con về con nói ông xã con là con nó gửi hỏi tiền ấy thì anh cứ gửi cho đi, chứ còn giờ em cũng chẳng biết chối hay là nói làm sao hết, tại vì bé cũng lớn rồi, cô cũng đi xuất ngũ ra rồi, cũng đi làm được rồi, con chỉ nói vậy thôi. Yeah. Còn nếu mà xin nhiều quá thì con cũng nói là bây giờ lớn rồi thì tự đi làm đi, còn mai mốt mà lấy vợ lấy biếc hay là có cái chuyện gì đó thì cũng có thể là nhà con vợ chồng thu xếp là cho bé một cái khoản nào đó để mà dạ. Có cái trách nhiệm, con chỉ nói vậy thôi. Vâng. Con xưng hô với cháu là gì?
Dạ con xưng hô với cháu là cô con ạ. Tại vì bé gọi con là cô thì con cũng xưng cô thôi ạ. Vâng, như vậy là cô cảm ơn con là bởi vì khi mình lập gia đình với một người nào đó thì cái quá khứ của họ là một điều không thể phủ nhận được. Và con tuy chưa có gia đình lần nào, thế nhưng mà con đã có cái cư xử rất là khéo léo, bởi vì cái gì mà nó vượt khỏi cái quyền hạn của mình thì mình cũng phải nói với chồng thôi. Mà con cũng không phải là người hẹp hòi, mặc dù là cái chuyện mà ngay từ đầu là khi anh yêu con rồi sau đó anh mới nói, chứ không phải là ngay lúc mới đến với con anh đã công khai với con. Thế nhưng mà cái tình cảm nó cũng lớn nên con quyết định, rồi gia đình cũng ủng hộ cho nên con đến với chồng con hiện nay. Và trong cái thời gian mà 10 năm đó thì các con đã có nhà riêng này, rồi có thêm một cháu bây giờ đã 10 tuổi. Cô hỏi cái điều này một chút là lý do sao mà con chưa có thêm cháu nào nữa? Dạ cô ạ, thì con thì thực ra con cũng muốn sinh thêm một bé nữa để cho có anh có em. Nhưng mà nhiều lúc con thấy mấy lần trở về gần đây là thì con cứ thấy vợ chồng cứ có cái mâu thuẫn như vậy á. Xong con lại buồn, con với lại một mình con cứ tự chăm sóc con rồi tự nhà cửa đưa đón con đi học hành á. Anh thì trước đây thì anh cứ hay đi công tác suốt vậy đó. Cũng chỉ có mới một năm gần đây là anh mới ở nhà thôi. Con cứ nghĩ là nếu con sanh ra bây giờ thì con cũng nhiều rồi. Nếu con sanh ra một mình con lại công việc lại học hành con không biết là con có lo lỗi không. Nhưng con hiểu. Lấn cấn. Dạ. Đó. Và cô nói là cái việc mà cháu trai nó học từ học sinh giỏi rồi cháu cứ giảm sút dần dần á, và cái điều mà cô cũng muốn nhắc con á là tập trung lo cho cháu ha. Cháu yếu môn nào, cháu nó khó khăn trong cái việc nó học như thế nào thì mẹ cần phải biết để mẹ giúp con, đồng hành với con. Cô không đặt cái mục tiêu là học là phải giỏi, nhưng mà ít nhất là cháu nó có một cái nếp để cháu nó có những cái kiến thức căn bản, sau này cháu hết cái cấp 1 cháu lên cấp 2 nó mới yên tâm con ạ. Thì đấy là cái việc đầu tiên mà nãy cô hỏi thăm cháu đấy. Thì đó là ý thứ nhất mà cô chia sẻ với con ha. Alo. Dạ alo con nghe ạ. Dạ. Cái thứ hai nữa đó con ạ. Khi mình lấy như cô vừa nói đấy, mình lấy một người chồng đã có một đời vợ rồi, cái ly hôn thì cái chuyện người ta không hạnh phúc, người ta chia tay nhau. Nhưng con có biết vì sao mà chồng con ly hôn không? Dạ con có biết cô ạ, con không có sống ở nơi chồng con sống. Nhưng mà con được nghe anh kể và bố mẹ anh cũng kể là tại vì hai người lấy nhau cũng là do sắp xếp á. Rồi thì xong sau này là khi mà sanh em bé ra được một tuổi là hai vợ chồng là bắt đầu mâu thuẫn. Thì vợ của anh là cũng đi ngoại tình á cô, ngoại tình với em con cậu nhà cô á, nhà anh á. Đó thế là anh ấy hai vợ chồng mới dẫn đến dậy. Cô hiểu. Nhau cũng chỉ. Dạ. Dạ. Như vậy đó thì con thấy không? Ở trong cuộc sống thì có nhiều cái chuyện mà ngoài ý muốn, và vì vậy cho nên kết thúc bằng cái việc ly hôn. Cô hỏi như thế để con cũng có cái dịp nhìn ngắm lại cái cuộc hôn nhân của mình. Cái khi mà các con mới lấy về có một 10 năm thôi mà vừa có con này, vừa xây nhà này, rồi hai vợ chồng đi làm chung với nhau này, thì xét về tính chất công việc á thì con làm việc ở công ty đó với công việc của chồng con thì con thấy cái nào nó nhẹ nhàng hơn? Thì nếu mà con thì con cũng không hiểu cái công việc của chồng con lắm, tại vì nếu chồng con á thì con chỉ biết là anh cũng làm bên cái ngành may như con, nhưng mà anh làm văn phòng nó cũng nhẹ nhàng. Sáng á thì 8 giờ anh mới làm cô ạ, chiều á là 5 giờ 6 giờ là anh nghỉ rồi. Con á dạ con cũng trong cái ngành công nhân thì ai cũng vậy thôi, đủ sức khỏe của mình thì là mình làm. Con cũng làm từ có phải làm tăng ca không? Dạ không, con từ ngày con sanh em bé là con chuyển công ty là con chỉ làm hành chánh thôi cô ạ. 7 rưỡi con làm, 5 giờ con về, rồi thứ 7 thì con cũng nghỉ. Mà chăm con. Cô nói với con điều này, khi mà hai vợ chồng mà chung lưng đấu cật với nhau để làm đến cái nhà thì đó mới chỉ là một phần thôi. Còn cái đời sống tinh thần trong gia đình nó mới là quan trọng. Cho nên con biết là có khi á bảo ban nhau làm ăn rồi làm cái nhà thật là to, thế khi nó thiếu tiền rồi quay ra lại không có hạnh phúc thì cái nhà to để làm gì? Cho nên đấy là cái mà các con đã chung lưng đấu cật với nhau để làm được căn nhà trong 10 năm trời, thì như vậy là
rất là tốt rồi. Chỉ có một cái điều mà cô thấy con cần lưu tâm. Nếu quả đúng như là vợ chồng con gần đây đó, càng ngày cái mâu thuẫn trong gia đình nó càng tăng á, thì một mặt á là mình phải xem xét lại mình. Con cũng có nói là con nói nhiều, con nóng tính, nhưng mà chắc là thường những người như vậy nói xong rồi thôi, đúng không con? Dạ, dạ, đúng rồi cô. Dạ. Còn chồng con thì lại không nói, cho nên đôi khi mình sống với nhau mà mình không biết người ta nghĩ cái gì. Đây là cái khó nhất ạ. Khó nhất là không biết người ta nghĩ cái gì. Cho nên cô thấy là có mấy vấn đề con cần phải lưu ý. Một là thay vì nói nhiều thì con cố gắng điều chỉnh, nói ít lại. Thứ hai nữa là đàn ông mà nóng thì đã không hay rồi, huống gì phụ nữ mình. Cho nên con cũng điều chỉnh cái nóng của mình. Để khi mình nóng thì thường là mình nói gay gắt, chứ mình không nói nhẹ được, đúng không con? Dạ. Thì khi mà con sửa những cái điều về cá nhân mình á, thì thứ nhất là nó trực tiếp nó ảnh hưởng tới cháu trai. Thứ hai nữa là cô thấy rằng là thay vì mình nói với chồng là phải làm việc này việc kia mình giúp, thì khi mà con choàng hết việc nhà con làm nó con dễ mệt lắm. Và như con nói con mệt rồi thì con nói năng nó cũng chắc là cũng nó cao giọng chứ nó không phải bình thường. Cho nên ngay cái lúc đó thì người chồng ta rất là khó chịu. Con có mô tả là chồng con về xem tivi rồi nhắn tin chứ không có chơi với con, cũng chẳng dạy kèm con, mà khoán trắng cho cái việc là có thể nếu cần thì cho con học thêm. Thế thì đôi khi người đàn ông người ta nghĩ đơn giản như vậy, ta mang tiền về này, người ta ở nhà này, thế là đủ rồi, không cần thiết phải làm gì nữa hết. Thì nếu chồng mình mà tương tự vào cái cách nghĩ như vậy đó, thì con đúng là con vất vả thật. Và cho đến lúc này thì cô thấy rằng việc con sinh một cháu cũng là một cái quyết định sáng suốt. Chừng nào mà vợ chồng chia sẻ với nhau, không coi việc nhà là việc phụ, thì lúc đó mình mới có thể có thêm sức lực để mà sanh con. Vì con biết mỗi lần sanh cháu bé ra là đâu phải chỉ cho ăn, cho học, mà còn chơi với con, dạy con nữa. Thì xem ra cái việc này đó là hai vợ chồng con chưa có thống nhất với nhau. Cho nên đấy là những cái lý do mà cô ủng hộ con về cái việc mà chưa vội sinh thêm cháu thứ hai. Còn tất cả những việc khác thì con đã giải quyết. Ví dụ như với con riêng của chồng thì con cũng cư xử phải đạo, phải phép. Thì cái điều này cô không cần phải bàn thêm với con. Cô chỉ nói lại với con rằng là thay vì mình nói nhiều, mình nóng nảy thì nó không thay đổi được cái cục diện trong gia đình. Thì bây giờ mình thử xem là mình nói ít đi, mình nhẹ nhàng lại và mình cũng tập cho mình thôi con. Cái này nó khó nhưng mà ráng đi, ráng tập một chút thôi, xem bầu không khí trong gia đình nó có nhẹ nhàng lại không. Nếu như con sửa đổi bản thân con tốt hơn mà chồng con vẫn cứ coi như là sống về nhà mà cứ chỉ có một mình thôi mà không có chan hòa với vợ con, thì lúc đó ta mới thấy rằng đó chính là cái lỗi của chồng con. Còn hiện nay thì cô chỉ nói lại rằng là không ai muốn lập gia đình để rồi lại tan vỡ vì những cái việc nó rất nhỏ. Nhưng chính những việc rất nhỏ mà nếu chúng ta không thay đổi thì nó lại làm cho vợ chồng có thể xa nhau. Cho nên cô mong con ha, hôm nay chia sẻ với chương trình rồi đó, cố gắng giữ gìn sức khỏe và làm theo đủ sức của mình. Thời gian còn lại hãy yêu thương, hãy chăm sóc và hãy nhẹ nhàng để kiến tạo lại cái bầu không khí trong gia đình trước khi nó mình phải đưa ra một cái quyết định. Mà cái quyết định đó nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời của mình, nhưng mà mình phải thực sự thành tâm, chân thành để mà thay đổi từ bản thân mình. Chào con. Dạ dạ, dạ con cảm ơn cô ạ, con chào cô. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị tối hôm nay. Thực sự là khi mà nghe mỗi câu chuyện của mỗi vị thính giả trong trò chuyện đêm khuya thì chúng ta thấy là cuộc sống nó có rất là nhiều vấn đề, và đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân gia đình. Đến với nhau vì yêu nhau, vượt qua bao nhiêu khó khăn, nhưng rồi cuộc sống nó không có đơn giản, là nó chỉ là một đường thẳng. Và có những cái điều mâu thuẫn đến bất ngờ mình cũng không biết được. Và có lẽ rằng là chúng tôi cũng mong muốn sẽ là một cái chỗ dựa tinh thần nào đó cho quý vị
để khi mà có bất kỳ vấn đề gì thì chúng ta cũng sẽ nhớ đến trò chuyện đêm khuya. Đôi khi chỉ 20 phút, 30 phút quý vị trò chuyện trên sóng cùng với chương trình thôi, nhưng nó sẽ giúp mình gỡ rối phần nào những cái điều mà có thể là mình rất khó nói cùng với ai. Bởi vì để tìm được một người hiểu, thông cảm cho vấn đề của mình cũng nhiều khi nó cũng không đơn giản, đúng không ạ? Chính vì vậy, chương trình chuyên gia sẽ là nơi để quý vị chốt những cái tâm sự của mình, chốt những khó khăn của mình. Chúng tôi sẽ nhận hết để quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon, sau đó thì tỉnh táo đến với một ngày mới có hướng ra cho câu chuyện của mình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúc tất cả quý vị một đêm ngon giấc.